Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến của Văn Kyo. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi một cái game này. Chúng ta hỏi thần như giống như là một chàng thám tử các bạn ạ. Rồi, một chàng thám tử thì đi tìm các vật chứng, các bằng chứng. Nhưng mà cái này kiểu theo các vụ đánh gan các bạn. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đấy, cô gái này đang tìm kiếm một cái thứ gì đó. Nên chúng ta, các bạn thấy không? Cái cửa này cứ đưa lên đi xuống này. Rồi chúng kéo cửa xuống thì cô gái đó chạy được vào trong. Rồi sang màn tiếp theo. Rồi cô gái đang đi vào đây. Có một con chó. Thì ra mình vừa cầm cái cục xương của con chó đưa qua anh lính thì con chó bay tới cắn lính te tua luôn các bạn. Rồi được mang. Bây giờ chúng ta phải mua đồ sắm sửa cho con nhà này thôi. Cứ mỗi lần chúng ta phải sắm sửa một ít cho các bạn. Đấy, rồi ok. Qua màn. Chúng bây giờ chúng ta phải xếp mấy cái hình này lại với nhau để cho nó đúng. Đây cánh tay này rồi. Cánh tay bên này giống như là một cái mật mã đó các bạn. Rồi, đi vào trong thôi. Chúng ta được mở cái gì này. Wow, chúng ta mở được một con mèo các bạn. Thì chắc là con mèo này sẽ đi theo chúng ta đó. Ok. Wow, ở đâu mà tối như thế này? Tối như vậy thì sao nhỉ? Chúng ta bật đèn pin này. Đấy, bật đèn lên và rọi xem. Wow, các bạn ơi, không thể nào mà tin được. Một anh chàng đang hung với lại một chị rất là mập luôn. Đấy, trời ơi là trời luôn. Tại sao một cô vợ đang đẹp đẽ như vậy lại không yêu là yêu một bà mập như vậy các bạn nè. Trời ơi, đoàn quay quấy rất là bực tức. Phải gọi điện cho ai đây? Gọi điện cho một anh chàng thám tử. Đúng không? Mình là thám tử mà. Kiểu như anh chàng mình sẽ gọi một anh chàng thám tử. Wow, anh chàng thám tử chạy đến được các bạn. Không phải, anh chàng là anh chàng chụp hình các bạn. Anh chàng chụp hình tới chụp hình hai người này rồi. Rồi ok, như vậy thì đã xong. Chụp hình xong thì làm gì tiếp nhờ? Wow, có một anh chàng đang bắt hai người này đứng lại. Bây giờ mình nghĩ rồi. Ở đây có một cái đèn đỏ này, ở đây có một đèn vàng này. Bây giờ chúng ta sẽ ấn đèn vàng cho anh này rơi xuống. Đấy, biết ngay mà. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục đi. Quá là một người thám tử tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi ok. Tiếp theo. Hai người này đang chuẩn bị hôn nhau các bạn. Anh chàng chụp hình với lại cô gái của chúng ta hồi nãy. Rồi bây giờ chúng ta làm gì đây? Nhưng mà anh chàng chụp hình này có điện thoại. Anh ta đi mất rồi. Như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải đi theo các bạn. Đi theo rình xem thử anh này làm cái gì. Làm sao để đi được vào nhà. Rồi bây giờ chúng ta phải đi tìm chìa khóa xem thôi. Chìa khóa này đang ở đâu đây? Không mở được cửa các bạn, làm sao để mở được cửa? Các bạn thấy không? Mình vừa kéo chiếc rèm ra lại có một cái chìa khóa này. Rồi lấy chìa khóa thôi, mở cửa. Tiến vào thôi các bạn. Ok. Bây giờ vô bên trong này chúng ta đang đập cửa rất là to luôn. Đây. Wow, cô kia nó chạy được các bạn. Hình như chúng ta đang phát hiện một thứ gì đó rồi. Wow, cô ấy đang mặc áo rất là sexy luôn. Tại sao cô ấy ở đây? Chúng ta đã mang được kính thám tử vào rồi. Wow. Cô gái này đang bỏ đồ này ở đâu? Như vậy ở đây không có gì hết các bạn. Vậy thì có gì ở đâu? Chưa, chúng ta chưa phát hiện ra gì hết các bạn ơi. Mình đang cố gắng.
Từ từ mình sẽ điều tra được ra cái vụ này thôi. Mình sẽ soi xem có cái gì nữa không. Mà sao cô gái này sợ hãi như vậy? À, thì ra là cái quần này. Tại sao cô ấy là mang... À, mình biết rồi. Cái quần này là cái quần của đàn ông. Nhưng mà cô gái này lại mang đi các bạn. Rồi rồi rồi, có lẽ cô gái này đã mang lộn cái quần của ông kia rồi. Đấy, rồi. Cô thám tử của chúng ta đang rất là tức giận rồi. Giờ làm sao? À, chúng ta phải tìm ông chồng kia đang ở đâu? Cái thằng kia mày đang ở đâu? Đó, đây nè, các bạn thấy không? Mình vừa động vô chiếc giường mình kéo ra thì anh chồng đang núp phía dưới giường này các bạn thấy không? Wow. Đấy các bạn. Ê, cô gái anh chàng này thì làm sao? Anh ta nói sao? Anh ta nói sao? Rồi. Anh ta không nói gì hết. Để chúng ta bước mạng xem tiếp thử cái phần tiếp theo xin như thế nào. Rồi rồi, no time. Next level, let's go. Wow, cô ấy đã bỏ về rồi các bạn. Cô ấy đang chửi rủa một thứ gì đó. Chắc đốt nhà này luôn rồi. À, biết rồi, mình biết rồi. Chúng ta sẽ xóa xem. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Đấy. Vừa xóa được một tí rồi các bạn thấy không? Hai người này vừa đi ra là hai người này tiếp tục tò te với nhau rồi các bạn. Đấy, wow, xóa hết ngôi nhà đi thì tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy luôn. Rồi rồi rồi, mở cái hộp này ra. Wow, một chú chó. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đi phá các vụ án nữa các bạn ơi. Wow, sao mắt con này thâm hết nhờ. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? À, đang rọi gương, cô ấy đang rọi chiếc gương trên mặt mình. Chúng ta phải xóa đi các vết thâm đi cho cô ấy. Đấy. Ok luôn. Tuyệt vời luôn. Quá đơn giản. Rồi rồi rồi. Wow, có một chú chó. Nó cũng rất là hung dữ luôn. Bây giờ phải làm sao đây? Đập mày luôn đấy. À, mình vẽ một vòng xích cho con chó này là được. Đấy, là con chó không thể chạy đi được nữa. Ok, easy. Rồi, mang tiếp theo. Ô, nó lại sủa tiếp à? Quay, ông kia thả dây rồi các bạn ơi, làm sao đây? À, mình ngăn cách nó ra. Rồi, ha. Như vậy là trúng cái bờ tường của thám tử chúng ta thì con chó đang ngã ngửa ra xuống rồi các bạn. Rồi. À, đói bụng à, đói bụng thì kiếm gì ăn thôi. Anh chàng này đang đói bụng các bạn. Vào đi mua gì ăn. Rồi, ok. Anh chàng chỉ ăn mình thôi. À, vậy là mình lau cho anh chàng này là ok rồi. Ăn dính miệng tùm lum hết. Đấy, mình phải lau cho rồi, lau cho là xong thôi. Rồi, 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 rồi. Rồi, hai người này đi đâu đây? Ôi, xe hư rồi các bạn ơi. Xe hư thì phải làm sao đây? Vứt xe luôn. Wow, xe bốc khói rất là dữ dội luôn. À, như vậy chúng ta sẽ nối dây điện lại thôi. Quá đơn giản luôn các bạn. Rồi, ok, cái game này chúng ta sẽ chơi tới đây thôi. Hẹn các bạn lần sau chúng ta sẽ tiếp tục chơi game này nếu các bạn yêu thích. Rồi, nếu các bạn yêu